Chào anh. Hôm nay ngày 15 tháng 6 em lấy đồ clip em đến từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ tối. Rồi. Mà anh xem cần món nào đi liên hệ em. Rồi. Mà anh cùng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ em. Đầu tiên em có Việt Nam Ai, Việt này đi cuối cùng rồi. Hôm nay lên bài đi, chủ bài bảng một hết đó. Một bộ còn mua vàng. Tình trạng cái này đi, nó bể đấy này. Bể đấy. Hai viên này 60.000. Viên này dài 10. Bảng là 2,5, 2,7. Dây là 1,2. Viên này là 11,7. Bảng là 4 cm. Dây là 1,7. Viên cuối cùng 60.000. Kẹp đây. Quý hạt 1 60.000. Tèo lên sợi dây điện. Điện dài 2m2. Hiệu Hitachi 12A. 3 loại. Dài 2m2. Lâu dư cũng ít dây điện. $40.000. Quý hạt 2 $40.000. Giờ này thì dẻo. Tèm lên giấy này. Hitachi 10A 3 loại. Hơi chấm chớm bóng. Rồi 40.000. Giấy này thì có chớm mà, chớm đứt. Quý hạt 3 $40.000. Tèo lên cái mani. Này tải là 2,5 tấn. Hiệu con đo. Nặng 2,5 kg á. Nặng 2,5 kg. Rồi 130.000. Chiều này là gần 3 cm. Chiều này là 15. Quy hạt 4 130.000. Tiếp theo lên lưỡi cưa. Một cái cưa hai mặt. $40.000. Lưỡi da 20. Quy hạt 5 $40.000. Tiếp theo lên 7 cái mùi khoáng. Ná chi mùi này mới mùi 19. Mùi 22. Okay. 13. Okay.
22 năm. Mười lăm. Rồi. Năm 12 tháng rưỡi á. 2 tháng rưỡi. Quý hạt 6 250.000. Tiếp theo là cái kim mỏ quà hiệu Lotte 250. 80.000. Này kẹp bình thường á. Bóng đắp thì được. Quý hạt 7 80.000. Tiếp theo lên một cái mỏ lết như này, hiệu MCC 300 ml. Răng miệng này, răng con á, hơi dính bẩn tí. 80.000. Quý hạt 8 80.000. Tiếp theo lên 2 cái bạc đạn mà hiệu NTN Gia Văn. Lỗ nó vào khoảng 16 năm. 16 năm 17 gì đó. Rồi. Hai bạc đạn 130.000. Quý hạt 9 130.000. Tiếp theo lên bộ này, hàng Cutare Club gì đây, câu lạc bộ gì đây, khôi bia, tem cắm chắc nhớ thôi. Ồ, cái rạch. Một cái dao. Gì đây? Rồi em khỏi cầm lên nữa nè. Ba cái nia. Bốn cái nia, bốn cái muông. Rồi. Hả? Có. Nay có tiền giá bán gì nữa. Hôm nay là 29 năm à. Chiều nay là 14 năm à. 220.000. Quy hạt 10. Theo lên cái cào trên kiềng này. Này sử dụng cột là 3 hơn 3 lý. 3 lý 2. Rồi, 190.000.
với hạt mi mô. 1 lấy 1 chùm kia này 21, 23 12 89 1/2 9/16 10/47 14/17 19/32 11/16 14/17 còn 17/19 này 10/12 3/8 7/16 11/13 10/12 10 14/17 14/17 còn 17/19 này 80.000 còn 17/19 quẹt 12 80.000 ai cần 17/19 thì nói nhắc em tìm bỏ vào luôn. Tiếp theo kim màu nhọn mày hiểu là 150 có dung dịch black red da là 16 40.000 răng miệng không hở, không hở sẵn. Mất một bến vỏ. Quý hạt 13 40 tiếp theo lên cái hai cái dao gẹp bảy mươi nghìn đấy con mày cái dao gẹp đẹp này mày được thì mua hai cái nhân đẹp quý hạt 14 70.000 tiếp theo lên cái kẹp của mấy ông Trend Nhật giá tổng là 46 bảng này là 2 50.000 quý hạt 15 50.000 tiếp theo một cái đầu này là này của huyết á rồi này của huyết á này 5/4 1/2 5/8
Rồi. 60.000. Anh chưa tâm cho đủ bộ. Quý hạt 16. 60.000. Tiếp theo lên một cái kim kẹp mỏ nhọn. Tiền này. Răng trớn 50.000. Dài tổng là 18 nắm. Quý hạt 17. 50.000. Quá bật, giá bật như thế này nhé. Phải tẹt mảnh nhé. Anh xịt hơi đấy. Rồi em lấy khóa vòng. Rồi. Bật cái chỗ cù đó. Hả? Bật chỗ cù đó. Chỗ cù á. Mất điện mẹ nè. Tiếp theo là đẹp kia. Lên mình xịt hơi trước á. Kể đây lại tí nhé. Đấy ngoan, đấy ngoan. Đầu tiên cây Kurita. Cái này lỗ. Cái này em phải múa ở ngoài để gắn vào. Ngoài đây. Rồi em tẹt đấy. Còn như thế nào à? Rồi không xi á. Không xi á. Một trăm chín mươi nghìn. Quý hạng 18. 190.000. Tiếp theo cái này hiệu Hồ Gian. Rồi. Có đâu vo dai. Rồi không xi. Hai trăm tứ. Mấy cái này nhẹ nhẹ thì 254 đã chuyển khoản báo xịp nữa. Tiếp theo cái này của Kính Ký. Hơi bị trai trai đấy. Cái này lỗ. Lỗ. Lỗ có trai đấy. Thử tẹt nữa. Rồi cái này xì ra. Này xì ra. Đẹp cái này mà xì. Rồi. 103 cho anh Nave nghiên cứu để cho hết xì á. Tại cái này em ta rỗ lại đó. Ta rỗ lại sao không biết sao lên. Nó bị xi như này biết. Này đẹp. Cái là 20 rồi tắt. Thank you.
xe lấy khóa văng ấy. Đầu tiên là 10-12. Còn cái dạng mà em này lúc cần tìm ra đây 10-12 tìm này. Mười hai mới buồn. Mười hai mới buồn thì mày. Chỉ là hai bộ đó. Chỉ là hai bộ đó. 14-17. Mi bài 21. Còn cái mi bài 19 ngoái. Mi bài 19 của tốt. Còn cái mi bài 19 ngoái. Nằm một cặp đi. Hai hai tứ. 21-23. Mười chín hai hai. Hai. Bốn. Sáu tám cây á. Không có được hết á. Má tiếp liền. Không có thôi. Trăm năm mươi nghìn. Quý hạt 21. 150.000. Mà tìm làm 3 bộ đấu khẩu á. Lên đâu 3/4 được rồi. Đầu này 7/18. Nghe bắn 7/18. 1 gạch 7/18. Mày không? Ờ, taxi. Kể đó. Rồi cái này thì hơi mơ thôi. À, này 36 á. 36 mít tôi nói. 32 mi tôi nói. 28 ai thạc. 170.000. 4 đầu này. Đầu 3/4. 35. Quý à, 22. 170 đi. Tiếp theo lên bộ này. Đầu 1/2.
Đầu tiên là 3.8 KTC. Rồi, 3.8 nha để bình sau này. 7.16 là đầu 11. mười ba 9.16 12 sợ một trung nghe nói gì à, 11 trung 14 17.5 17 19 3/4 là 3/4 21 18 22 29 27 22 rồi. Từng này. Từng này. 250. Quý hạt 23 250.000. Tiếp theo lên cái mắc này. Mắc này của hàng SK11. 10 x 110ml. Nó đang hơi kẻ tí đó. 90.000. Hả? Phải nhôm. Cái này bằng nhôm á. Quy hạt 24 90.000. Cái này bằng sắt. Chữ trong này này. Rồi, cái này có chín á rồi. Chi ná rồi, 40.000. Đây bị cắm đây. Quy hạt 25 40.000. Tiếp theo lên cái kéo tỉa. Quay giá bị rách. Tổng dài là 20 cm. Tổng dài là 20 cm. Tảng đồng. Lưỡi con nguyên á. Lưỡi này về là mai là sai thôi. Chữ hai bên á. Cái này 350 á.
quý hàng 26 350.000 là cho tôi dạy em quần này. Tiếp theo là cái kẹo cắt canh trên cao này bị đứt dây này, nổi dây đây, vậy là chạy bạc đàn đấy, chạy cái ống tròn đấy luôn xuống như này. Lưỡi hái mặt này có chữ đấy, xem nó rách rồi, trên thân đi không có chữ, không có động chữ gì hết. Lưỡi này thì hơi vấn, lưỡi nó hơi vấn. Lưỡi hơi vấn. Tình trạng cái kéo thì nó nặng lắm. 200.000 nhé. Này xỏm phí 27 là vừa này. Quy hạc 27 200.000. Tiếp theo lên cái lược dâu. Giá bằng này. $80.000 nữa. Răng miệng. Nó kẹp được khoảng 9 sen á. Quý ạ. 80.000. Tiếp theo lên cái cửa của sân ký. Lưỡi to. Rồi, cửa này 70.000. Lưỡi dài 22 sen. Quy hạt 29. 70.000. Tiếp theo lên cái dao ghẹp. Chữ đấy có vỏ 120.000. Tổng dài cả vỏ là 18 nắm. Quy hạt 30. 120.000. Quy hạt 31. Này chữ đấy. Cái này 140. Tình trạng cái này chắc chưa sai. Tổng dư dài cả vỏ là 19. Quy hạt 31. 140. Tiếp theo lên cái liếc giáo. Liếc giáo tổng dài là 14. Cái phân liệt là 14. Tổng giá cả cảng là gần 30. Nó có động trừ giá bằng đến nay á. Rồi, 150.000. Quy hạt 32. 150.000. Tiếp theo lên cái này. Tình trạng cái này như này. Không thấy trừ giá bán đâu hết. Rồi 150 luôn. Tổng dài là cũng gần 30 cm. Quy hạt 33. 150.
sổ nghe rắn. Hả? Đủ là từng ấy đấy à? Đủ là từng ấy đấy à? Thêm quả ăn kia coi à. Đây cái kim đây, giống như kim phé. Ngoài này. Đây giống như là kim phé. Tổng gia là 20,5. 90.000. Cái hạt 34. 90.000. Lấy cái kẹp các canh không có hiệu. Hàng hàng nội địa nó về với là giá 20. Hai cây lắm á. Trên trang lười đấy. Rồi thân xác á, 90.000. Cái hạt 35. 90.000. 36 là cây này. Dài 17 á, 17 nắm. Xin chào là người ta bắt ốc như này. Lười đấy. Chữ đấy. Nó hơi rịt. Hơi rịt. Chín mươi nghìn. Vi hạt 36. Lấy cái kẹp tiền. Lưỡi là tổng giá là 20. Có chữ đấy. Lưỡi đấy, tên trang lưỡi đấy. À. 110.000. Nhạc 37. 110.000. Tiếp theo lấy cái cắt vải. Có vải đó. Tổng giá là 25. À, cái này tảng đông chữ đấy. Cái này chưa vệ sinh luôn. Cắt vải. Cái này rín ve con cắt vải được luôn. Này 190.000 đấy. 190.000. Vi hạt 38. 190.000. Tiếp theo một cái kẹp.
Hai con nước sơn này, nước xí này. 170.000 tay nó hơi quèo thì. Tổng cả kêu cá là 13 này. Kêu này là cũng 13 đó. Quy hạt 39. 170.000. Sẽ lên bộ bộ số bộ bộ chữ á. Bộ chữ 4 lý á. A b c d e f g rồi mày á. H I T K L M N. O B Q R S T U V V kẹp X Y Z. Bốn lý á. Đây. Có thương hiệu và không có thương hiệu, năm hỗn hợp trong này á, bốn lý. Rồi bộ này 350 á. Rồi một bộ duy nhất. Bốn lý á. Tổng giá của nó vào khoảng 7 đến 7,5. Quy hạt 40 350.000. Mấy giờ thôi? Em bên kia. Cái móc này 70.000, dài là 37. Trên tràng đấy. Cái này 70.000, con nước sơn. Quy hạt 42. 70.000. Tiếp theo cái này này. Cái này bị cắt nhẹ nhẹ đấy, 50.000. Tổng giá là 37, 38. Quy hạt 41. 50.000. 42. Cái này nhỏ á, trong lòng bằng tay á, 50.000. Quy hạt 43. 50.000. Bụng bồn cái này nứt. Cái này 40.000. Nứt đây. Quy hạt bụng bồn 40.000. Mấy giờ? Làm mấy giờ? 7. Theo một cái dao gấp. Rồi 100.000. Lười đấy. Này cảng gỗ không có chữ. Tổng giá là 19. Dài 2 lý. Phản là 1,8. Trắng. Quy hạt 45. Một thầy. Phải hiện mấy cái như thế này. Đây, mấy cái lại về đấy. Con mày cãi chứ mấy. Phải già mai lên nhé. Lấy cái đục xẻng này 320.000. Không thấy hiểu đâu.
Nay không thể hiểu. Nay 17 lý á. Tổng dài là 40. Bảng là 17. Ngắn là 50. Với hạt 46. 350 chuyển khoản bác sĩ. Mấy cái đùa đóng đính. Mắc cái da bắn. Xe theo tính. 150. Giá tổng là 38. Nặng 7 lượng, gần 7 lượng. Quy hạt 47, 150 nghìn. Rồi, video em đang kết thúc á. Chào bạn, hẹn gặp clip ngày mai.